Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber. Thưa quý vị, hiện nay công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc có thể nói đã phát triển đến một giai đoạn đỉnh cao. Các trang bị vũ khí của quân đội Mỹ về cơ bản Trung Quốc đều có loại tương tự. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc đã liệt kê 7 loại trang bị mà Trung Quốc hiện nay chưa thể làm theo Mỹ. Đầu tiên là tàu chiến đấu gần bờ. Đây là một loại tàu chiến đấu mặt nước đặc thù của Hải quân Mỹ Loại tàu này tuy không đạt được trình độ mô đun hóa như dự định trong quá trình sử dụng, lại không thể đối đầu với những tàu hộ vệ hay tàu khu trục mang vũ khí hạng nặng, đồng thời đang bị hải quân Mỹ cho nghỉ hưu dần. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là ý tưởng thiết kế của những tàu này là vô ích. Các tàu này sử dụng thiết kế mô đun hóa có thể thay đổi giữa các mô đun tác chiến như chống tàu mặt nước, chống thủy lôi, chống tàu ngầm. Nếu ý tưởng thiết kế này được hoàn thiện hơn, nó có thể đáp ứng nhiều yêu cầu trên một nền tảng tàu hạng chung Hiện nay tàu chiến đấu ven bờ của Mỹ cũng chưa thực hiện được mục tiêu thiết kế này, còn Trung Quốc đang hy vọng tạo được bước đột phá trong ý tưởng thiết kế này. Thứ hai là máy bay cánh quạt xoay. Chiếc V-22 Osprey của Mỹ là máy bay cánh quạt xoay đầu tiên được sử dụng trên toàn thế giới. Hiện nay trong cả không quân, hải quân và thủy quân lục chiến của Mỹ đều có loại máy bay này. Trong đó thủy quân lục chiến Mỹ có kế hoạch phát triển phiên bản V-280 để thay thế các trực thăng UH-60 Tuy độ an toàn của loại máy bay cánh quạt xoay như V22 còn bị hoài nghi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có vụ tai nạn V22 nào xảy ra do việc cánh quạt xoay chuyển góc gây ra. Như vậy, nguyên lý hoạt động của nó có thể coi là đáng tin cậy. Loại máy bay này có thể cất hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, nhưng tốc độ bay lại tiếp cận tốc độ của máy bay cánh cố định sử dụng động cơ cánh quạt. Bởi vậy, nó là loại máy bay thay thế lý tưởng cho các trực thăng. Trung Quốc đã phát triển một mẫu máy bay cánh quạt xoay không người lái loại nhỏ nhưng chưa đạt được giá trị quan trọng nhất của loại hình máy bay này là năng lực vận tải hạng trung. Thứ ba là máy bay ném bom chiến lược tàng hình. Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 là máy bay ném bom tàng hình duy nhất đang hoạt động trên toàn thế giới. Nó có thể lợi dụng khả năng tàng hình cao để đột phá mạng lưới phòng không mặt đất và tấn công vào các mục tiêu quân sự có giá trị cao. Nhưng muốn nghiên cứu phát triển loại máy bay như B-2 thì bố cục khí động học là một vấn đề khó. Các vật liệu tàng hình, hệ thống động lực cho đến hệ thống tác chiến đều cần nghiên cứu phát triển từ đầu. Nó là một thử thách rất lớn cho khoa học kỹ thuật quân sự của một quốc gia. Thứ tư là pháo bắn đạn hạt nhân. Là một thủ đoạn chi viện hỏa lực phổ biến nhất trong cự ly tầm trung và tầm gần, việc nâng cao năng lực sát thương cho pháo là điều rất quan trọng. Trong đó biện pháp trực tiếp nhất là sử dụng đạn hạt nhân. Những năm 1950, Mỹ đã nghiên cứu chế tạo khẩu pháo M65 có đường kính nòng 280 ly, có tầm bắn tối đa hơn 30 km. Có thể bắn qua đạn hạt nhân với đương lượng nổ bằng 15.000 tấn thuốc nổ TNT, dùng để đối phó với các mục tiêu tập trung lớn rất có hiệu quả. Còn Trung Quốc trong thời gian dài lấy phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân chiến lược làm chủ yếu, còn vũ khí hạt nhân chiến thuật thì tương đối khuyết thiếu. Với năng lực công nghệ hiện nay, Trung Quốc có thể thực hiện kết hợp vũ khí hạt nhân chiến thuật với pháo tầm xa. Tuy nhiên hiện tại, Trung Quốc chưa có khẩu pháo bắn đạn hạt nhân nào. Thứ năm là tên lửa chống vệ tinh được phóng từ máy bay. Những năm 1970 đến 1980, Mỹ đã thiết kế tên lửa chống vệ tinh phóng từ máy bay là loại ASM-135. Nó có thể được phóng từ máy bay chiến đấu F-15C, có thể tấn công các vệ tinh nhân tạo ở quỹ đạo gần trái đất. ASM-135 có thể bắn mục tiêu nằm trên quỹ đạo có độ cao từ 400 đến 480 km so với mặt đất. Nó chủ yếu được dùng để đánh các vệ tinh trinh sát ở quỹ đạo thấp, cũng có một phần năng lực chống tên lửa. Hiện nay Trung Quốc đã đem tên lửa đạn đạo cải tiến thành tên lửa chống vệ tinh. Tuy công nghệ đã tương đối thành thục nhưng trận địa phóng lại là quá cố định, thiếu tính linh hoạt. Nếu có thể phát triển thành công tên lửa chống vệ tinh phóng từ máy bay thì hệ thống phòng thủ chống vệ tinh mới được hoàn thiện. Thứ 6 là vũ khí laser trên máy bay. Là một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia từ năm 1997 trở đi, không quân Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo hệ thống phóng laser từ máy bay gọi là ABL. ADL sử dụng máy bay Boeing 747-400 làm nền tảng. Hệ thống này có thể phát ra luồng laser có công suất năng lượng đạt tới 1,5 triệu W thông qua một thấu kính có đường kính 1,5 m để chiếu tia laser đến các mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo nhằm thiêu cháy mục tiêu. Trong thử nghiệm, tầm bắn hiệu quả tối đa của nó đạt 100 km. Vì các vấn đề như tầm bắn, chi phí sử dụng, năng lực chống nhiễu khí tượng vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu, nên năm 2012, hệ thống ADL bị đình chỉ phát triển trước thời điểm đó, nó đã 9 lần thử nghiệm thành công. Thứ bảy là máy bay vận tải cánh quạt cỡ lớn. Những năm 1950, nước Mỹ từng thiết kế chế tạo máy bay vận tải cỡ lớn C-133. Chiếc máy bay này sử dụng 4 động cơ cánh quạt T-34P-9V kép với trọng lượng cất cánh tối đa là 124 tấn, có thể vận chuyển các trang bị cỡ lớn như tên lửa đạn đạo vượt châu lục ở trong khoang của nó. Khi vận chuyển người, nó chở được tối đa 200 binh sĩ mang đầy đủ trang bị. C-133 là máy bay vận tải động cơ cánh quạt có trọng lượng cất cánh tối đa lớn nhất của quân đội Mỹ trước khi chiếc C-141 được đưa vào sử dụng. Hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa chế tạo được một loại máy bay nào tương tự như vậy. Chỉ có duy nhất chiếc I-30 là có khái niệm thiết kế tương tự, nhưng vẫn chưa có nguyên mẫu nào được chế tạo. Quý vị thân mến, trên đây là một số loại trang bị lớn của quân đội Mỹ mà người Trung Quốc tự thấy là họ chưa có loại tương tự. Điều này cũng gián tiếp nói lên rằng trình độ kỹ thuật quân sự của Mỹ vẫn nằm ở hàng đầu của thế giới cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại